kẽm là một khoáng chất được biết đến để tăng cường chức năng của hệ thống miễn dịch và hiện nay các nhà khoa học đã tìm hiểu thêm về cách hoạt động của nó. Kẽm dường như giúp các tế bào trong hệ thống miễn dịch tế bào T trưởng thành hoàn toàn thành các tế bào chống lại mầm bệnh nằm ở tuyến đầu của hệ thống miễn dịch. Khoáng chất này dường như thúc đẩy quá trình tái tạo trong một cơ quan được gọi là tuyến ức, nơi tạo ra các tế bào T đó. Các nhà nghiên cứu hiện cũng đã xác định được một phân tử thử nghiệm bắt chước hoạt động của kẽm trong tuyến ức, nhưng thậm chí còn tốt hơn trong việc thúc đẩy tái tạo tuyến ức. Các phát hiện đã được báo cáo trên tạp chí Blood. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng ở một mô hình chuột được cho ăn chế độ ăn không có kẽm, tuyến ức sẽ co lại. Giống như khi con người thiếu kẽm trong chế độ ăn. Khi bị thiếu kẽm chỉ trong 3 tuần, những con chuột cũng tạo ra ít tế bào T trưởng thành hơn. Tế bào T cần kẽm để trưởng thành. Việc thiếu kẽm làm suy yếu khả năng phục hồi của tuyến ức sau khi hệ thống miễn dịch bị phá hủy hoặc loại bỏ ở chuột, một tình huống có thể xảy ra ở người sắp được cấy ghép tế bào gốc máu. Nhưng bổ sung kẽm đã được tìm thấy để hỗ trợ phục hồi tuyến ức và tế bào T, có vẻ như quá trình tái tạo ở tuyến ức bị ảnh hưởng bởi nồng độ kẽm trong khu vực xung quanh các tế bào. Các tế bào có thể cảm nhận mức kẽm thông qua một phân tử được gọi là GPR39. Trong khi các tế bào T đang phát triển, lượng kẽm của chúng tăng lên, nhưng nếu chúng bị tổn thương, các tế bào T sẽ giải phóng nó. Một hợp chất thử nghiệm đã được tìm thấy để kích thích GPR39 bằng cách bắt chước sự gia tăng nồng độ kẽm, thúc đẩy sự đổi mới trong tuyến ức. Tác giả nghiên cứu cao cấp, tiến sĩ Jarod Dudakov, một nhà miễn dịch học tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson, cho biết: "Nghiên cứu này bổ sung thêm kiến thức của chúng tôi về những gì kẽm thực sự hoạt động trong hệ thống miễn dịch và đề xuất một chiến lược điều trị mới để cải thiện sự phục hồi của hệ thống miễn dịch." Dudakov giải thích, những gì chúng tôi nghĩ đang xảy ra là khi bạn bổ sung kẽm, lượng kẽm sẽ được tích lũy trong các tế bào T. Bây giờ bạn có nhiều kẽm hơn bình thường và nó có thể thúc đẩy quá trình tái tạo này. Ông nói thêm rằng hợp chất thử nghiệm nhắm mục tiêu trực tiếp vào GPR39. Vì vậy nó có thể gây ra kết quả tương tự mà không cần xử lý trước. Mặc dù sẽ cần nhiều nghiên cứu hơn trước khi công trình này có thể được đưa đến phòng khám, nhưng các nhà nghiên cứu hiện đang tìm hiểu cách kẽm tham gia vào quá trình sửa chữa hệ thống miễn dịch và cuối cùng có thể được sử dụng để cải thiện phương pháp điều trị. Dudakov lưu ý rằng các phương pháp điều trị như vậy có thể hữu ích đối với những người có hệ thống miễn dịch bị suy giảm do lão hóa hoặc ung thư. Nhóm nghiên cứu của ông cũng đang điều tra các hợp chất kích thích GPR39. Các nhà nghiên cứu lưu ý vì những bệnh nhân cấy ghép đã bổ sung khoáng chất, nên phải kiểm tra nồng độ kẽm trước khi bắt đầu chế độ điều trị bằng kẽm. Hiện tại, không có cách tốt để đánh giá mức độ kẽm và các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu để phát triển một cách. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!